Chị cũng nhờ, cú nhà cầu, cú nhà cầu. Hôm nay mà nói hết cú chứ nhà cú là cú nhảy cầu, cú chờ đấy. Nhưng mà các anh lại nói là câu cú nhà cầu, cầu chi nhà cú rồi thôi. Nên là mình là cú nhảy cầu ấy. Bây giờ có như cái này mới sản phẩm mà và sự bình an trong thân tâm trí. Tức là mình yêu thương và mình chăm sóc cơ thể mình cho tâm trí của mình và cho cái tâm hồn của mình. Đó là trong khu đó có rất nhiều hoạt động nó hướng đến là thân tâm trí và đi vào cái phần bên trong của mình. Ví dụ là trong khu là sẽ ăn chay 100%. Đó là mình có nhiều những cái hoạt động liên quan đến thiền định, yoga này. Đó là chữa lành. Ví dụ như là bé chữa lành, âm nhạc chữa lành. Đó là có những cái hoạt động liên quan đến spa và trị liệu. Nói chung thì các bạn là mình sẽ chữa lành và không dùng thuốc. Của em bé sẽ dùng 100% là đông y và những cái trị liệu liên quan đến Ayurveda của Ấn Độ. Là bây giờ là mình đang đi ta mình là thì đơn vị của mình là đang tổ chức cái này đấy đúng không? Dạ vâng đúng không? Thế là bạn lấy ý tưởng Phật giáo là người mà nghĩ ra cái sống tỉnh thức hạnh phúc rồi này. Tức là ông chủ hay là 30/4 này sống tỉnh thức là ăn chay anh ạ, ăn chay không mình mang thêm gà đi chứ. Đà Lạt thì có một cái trung tâm, một cái ashram là Sivananda ở Đà Lạt, Việt Nam. Thì cái trung tâm này nó là một cái trung tâm về yoga. Đó thì từ đấy thì tôi đầu tiên mới gặp một cô Swami ở trong đó và bắt đầu là đi sâu hơn về anh hoạt động liên quan đến chữa lành của thân người. Không, với lại anh Khang những cái sóng như này. Quảng cáo trong này đó là gì? Muốn có con gái hay đến đây. Rất đông con gái. Muốn có con gái hay đến đây. Thế là nếu mà ăn cái này đương nhiên nó có đúng không? Đấy, là tôi bảo còn quen này... không? Nhưng mà đúng là hôm nay em đi biết rồi. Một đội chết. Đi biết rồi. Tại vì là các bạn đi chưa rõ ràng ở Đại Đồng ngay gần Yên Bái rồi em đi có nhiều bằng. Giới thiệu mùa xuân Tây Bắc, hy vọng sẽ một ngày sớm nhất nhé. Gặp em ở Ông Tra Yên Bình nhá. Thôn Hồng Bàng, Đại Đồng. Tí nữa. Không rất gần đấy. Hãy muốn có con gái thì đến đây. Tại sao không quảng cáo con trai không được chứ? Ba ông cơ. Tất cả mọi người. Trà không lên men là bao gồm cái thiên là trà xanh này, trà vàng, trà trắng là những cái loại trà mà không lên men. Còn và các cái loại trà lên men thì rất là dễ uống cho phụ nữ cũng như có rất là nhiều công dụng khác nhau. Và các cái loại hồng trà, trà liên hoa sa thì tốt cho đường tiêu hóa nữa. Cái
lim hoa san này nó có vị gì ấy? Nó là trà đen, cái này thì nó sẽ có thêm cái mùi hương của hoa sen. Nó là trà ướp hoa sen. Đấy là dòng trái ướp hương vậy. Và đây là hồng hoa san thì nó sẽ là ướp hoa hồng. Sẽ là thơm đúng không? Vâng, thơm hoa hồng. Còn vị thì nó như nào, ví dụ như đắng hay ngọt hay là nhạt thôi. Chị chỉ muốn kiểm hương vị thì tí nữa em có gian hàng cái này nhé. Dạ rồi, rồi. Cảm ơn em. Mỗi dòng vị sẽ có một cái vị riêng ạ. Như là dòng lục trà thì sẽ là cái vị chát nhẹ giống như là gần nhất với trà mạn hay trà thái nguyên ấy, nó gần như thế. Nhưng mà vị trà cổ thụ cho nên là nó sẽ vị nó sẽ thanh trong ngọt hậu nhiều hơn. Còn cái dòng hồng trà này thì là dòng trà lên men cho nên là cái vị chát, cái tan anh nó đã giảm đi. Thực ra là vị chát nó sẽ giảm rất nhiều, ngọt hậu sâu và đậm. Còn cái dòng trà bạch trà ấy thì là cái vị nó rất là thanh nhẹ và nó rất là trong trẻo và thêm mùi thơm nó rất là đặc biệt. Cái bạch trà trong các phẩm là bạch trà là cái dòng mà cái phẩm là cao nhất trong các dòng trà và nó là đắt nhất, hiếm nhất. Cái bạch trà chỉ lấy một cái tôm chỉ duy nhất một tôm thôi. Và cái ở trên núi cao cho nên là nó vẫn còn những cái bông tuyết, thế nên gọi là san tuyết đấy ạ. San là sơn, còn tuyết là những cái lông tuyết nhỉ. Thế nên là bạch trà là cái dòng mà cái phẩm nó rất là hiếm ít, nó là dòng đắt nhất. Đắt nhất. Chị em thì có thể dùng các loại trà này không hay là nữ ấy thì bình thường thì lục trà sẽ hợp với các anh nam, bởi vì mình quen với trà mạn thì những cái mà chát đậm hơn. Thế còn nữ thì mình dùng hồng trà, cái vị nó sẽ ít chát, ngọt hậu, đậm đà và nó không mất ngủ nữa. Cái dòng hồng trà này thì mình có thể dùng buổi tối chứ nó không mất ngủ. Tất cả những cái lên men như là hồng trà hoặc là trà đen á thì là cái tan anh caffeine nó ít rồi, thành ra là nó vẫn thơm đậm mà không có mất đó. Ngoài ra thì bọn em cũng có những cái dòng mà mình ướp hương đó, mình trà cái này làm em ướp với hương sen này và ướp với hoa hồng nữa để cho cái nhiều cái vị nó phong phú hơn. Rồi cảm ơn em. Dạ, vâng.